Ô nhiễm sông Đồng Nai và sự tham gia bảo vệ của trẻ em. Sông Đồng Nai chảy qua 6 tỉnh: Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, là nguồn cung cấp nước cho hơn 9 triệu dân của thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây, dân số ngày một gia tăng, mật độ dân cư sinh sống dọc theo sông Đồng Nai tăng nhanh, nhất là một số nhà máy mọc lên cùng với lượng rác thải, khí thải độc hại, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ, thức ăn trong canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ven hai bờ, thải ra dẫn đến dòng sông ngày càng ô nhiễm nặng. Trong lúc các tác nhân làm xanh sạch đẹp môi trường, khôi phục lại hệ sinh thái sông rạch ngày càng bị hạn chế như mảng xanh, không gian, ý thức bảo vệ môi trường của con người và hệ thống canh tác, thì môi trường sinh thái sông Đồng Nai ngày càng xuống cấp. Nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt đã và đang có nguy cơ ô nhiễm ngày càng cao là chuyện ai cũng dễ dàng nhìn thấy. Một trong những đối tượng tham gia bảo vệ môi trường sinh thái sông Đồng Nai chính là các em học sinh. Với ý thức được vai trò trách nhiệm đối với xã hội, các em đã tham gia làm sạch dòng sông, tự trồng và chăm sóc cây xanh, vẽ tranh thể hiện ý thức và đề xuất giải pháp tham gia bảo vệ môi trường sinh thái sông Đồng Nai. Với ý tưởng đó, các em đã tham gia khảo sát nguồn nước sông Đồng Nai, trực tiếp đánh giá sự ô nhiễm nguồn nước do nhiều tác nhân gây nên. Với ý nghĩa đó, các em tham gia vào các hoạt động gieo ươm trồng và chăm sóc cây xanh, đẩy nhanh quá trình che phủ cây xanh hai ven bờ, tham gia xử lý rác thải, vớt rác, trực tiếp trao đổi với các đối tượng gây ô nhiễm. Trồng cây xanh là một giải pháp hiệu quả và quan trọng nhất, có tính quyết định dựa trên nền tảng ý nghĩa làm xanh, sạch, đẹp môi trường sinh thái ven sông Đồng Nai, nhất là nguồn nước sạch cho cộng đồng dân cư thành phố nơi thiếu mảng xanh, mức độ ô nhiễm cao. Nếu gia tăng được các khu dân cư xanh sạch đẹp dọc theo sông Đồng Nai, nghĩa là cải thiện đáng kể môi trường sinh thái và cảnh quan sông Đồng Nai. Ngoài việc trồng và chăm sóc cây xanh, các em còn gợi ý tưởng của mình về môi trường sống chung quanh em qua các tranh vẽ về môi trường. Bằng những hành động thiết thực, việc tham gia làm sạch kênh rạch là nhiệm vụ cần thiết đối với cộng đồng dân cư và của các ban ngành đoàn thể khác, làm cho nguồn nước sông ngày càng sạch hơn.
góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các hoạt động trong sản xuất nông nghiệp cần sử dụng ít phân bón vô cơ, thuốc trừ sâu, nhiều phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, sử dụng các hệ thống xử lý chất thải. Để góp phần thiết thực vào việc bảo vệ môi trường sinh thái sông Đồng Nai, cần có sự tham gia của nhiều địa phương, nhiều tầng lớp, nhưng trẻ em đã có những việc làm thiết thực có hiệu quả. Cần phát huy kết quả này và tạo điều kiện hơn nữa để trẻ em, những người chủ tương lai của đất nước, trở thành hạt nhân, động lực thúc đẩy phong trào này.